Vậy hả? Ủa sao nhiều người bị ban đấy nhở? Để tìm cái nút mở ban tất cả thử coi. Ok. Nhìn lại bản tin là thế này thôi. Nhưng khi là nên thiệt. Nhìn chỉ con bài Alan là nhìn một lần thôi nè, làm mẫu nè. Willen là đánh hơi bị mạnh luôn á nha, bích con Willen là hơi mạnh đó. Wow. Đó, bích con Willen là mega đó hùng. Nó hùng đúng luôn. Bữa chơi con Elsu đang tàn hình nó hùng cho mấy phát cay. Con Willen hay con Alan ta? Con Alan nè, có thêm con Willen nữa, nó chơi con gì trời? Con gì ta? Mà con Willen game này. Giờ chứ con Willen đây làm sao, để sao là mẫu con Alan. Ok. Rồi bạn lúc nào, ngày nào like cũng dễ thương á, kêu không dễ thương. Quá. Đã kênh dễ thương rồi nè. Quái quái. Mí. Alice ơi. Alice ơi. Ok, Alice tên là Nali. Nali 24. Alice chắc chắn là con gái luôn. Thề. Quýt. Ủa, mà Alice sao là con trai rồi, nhìn con tướng nó coi. Nó có nét này giống con trai luôn nè, mặc bộ đồ. Thấy không? Mất tóc biển hay sai chút cũng không. Chơi con này đầu game mọi người. Đầu game nhìn nó hơi chán mọi người ạ. Rồi dưới luôn nha tụi lên ơi, dưới luôn rồi. Rồi game mới mọi người ơi. Làm thử thách phép 5 mạng đi Hiệp. Hiệp ơi, lên làm thử thách phép 5 mạng mọi người. Em sao nha. Rồi em lên em phép trước 5 mạng đi. Fit chứ một mạng, em đánh kèo trên mà anh nên em fit mạng chơi Yuka dễ đánh chứ không Yuka nó khóc rồi. Đặt cấp người cũng vậy, đủ. Tại cái đấy. Mình sao đang kèo chơi mà sao á? Cho nó không chơi luôn, mình kèo chơi mà cho nó. Này, cứ farm Vega nè, giết Vega nè, từ 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 đợi. Cứ farm đi anh Huy ơi, cứ farm đi. Ủa, thằng Vega chơi rồi, farm hết đi anh ơi. Cũ anh giết con Vega, nó có chịu chạy. Qua đây núp với em nè anh Phi ơi. Chiêu nhanh hết, chiêu nhanh, nó không còn kịp. Lên luôn rồi đây. Con Vega hết hụt chưa? Vega hết hụt chưa? Không rồi. Ờ đây giết luôn, giết luôn. Ủa nó lướt nhiều quá vậy. Bỏ. Nè cắm trụ nè. Nào cắm trụ vậy. Nè. Mở nữa. Bánh farm sao lẹ vậy được anh? Em farm lúc này em phải để đứng cho đồng đội hết. Tu lan kế bên anh rồi. Ê lột con Yuka. Chơi Alice ơi, cho nó lướt vô đầu đi, cho nó lướt vô đầu để vụ lướt được không? Vũ nè, lướt vô đầu nè, lướt nè. Nó không lướt vô đầu sao giết nó, đừng bỏ đi. Hùng kệ, hùng tới một chuyện vậy. Giết hùng Vega nè, giết hùng Vega nè. Bọn ơi. Ờ, giống chết lắm á, giống chết lắm á. Giết lẹ giùm con Yudu được không? Này. Tới một chuyện, làm gì được không? Này, tàn hình nó sợ nó ti chạy. Rồi lùi. Đợi gì nữa vậy? Vũ nó hùng đi. Rồi tới một chuyện, nó sao giết lẹ bằng bánh được. Bánh là siêu sát thủ mà. Nè, nó sợ. Nó gục. Bắn chúng cho 10.000, bắn chúng cho 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000. Bắn chúng giùm cái lẹ. Nè, Vũ ca lấy bụi cho bắn đúng không? Nè, bắn chúng đi. Lên mở sai đi Alice. Lên nè, anh em mình dồn lên cái nè. Rồi chơi thôi, đây đang mất khung rồi. Rồi, với cái đồ luôn hết mana nè. Rồi, mega kill rồi. Làm hết rồi nó băng, làm hết đấy. Lính luôn. Nè, tự nhiên bức lính luôn. Xui ghê. Ăn luôn không? Yêu lắm á, bưng mà nhường là yêu lắm luôn á. Phải đánh đợi nó lướt thêm cái nữa mới được. Đó là có rồi đó, ăn mạng. Không ăn được mạng nữa. Mày đất chơi game mà lướt. Giết chạy hả? Ê, đòi solo kill. Đòi solo kill nè. Bảy không, 70 đi. 70 luôn, hết một nhà sao luôn nha. Bấm nữa, bữa ông nào ra kèo giết 35 mạng đô đây tầm 50.000 sao hay 500.000 sao vậy á. Đánh nửa tiếng đồng hồ mới giết được 35 mạng xong rồi ức tiêu luôn. Ừ,
50.000 sao mà không cho sao nào hết. Giỏi thật. 50.000 sao thì bằng một tháng của Bân nhiêu? Một bữa ăn sáng một bữa ăn sáng của Bân là tầm 30.000, là tính được nhiêu sao ta? 500 sao là được 100 sao là được 10 đô. Vậy là tầm 150 đi. 100 sao 10 đô ba, 100 sao 1 đô thôi. À 100 sao 1 đô, nhầm. Đòi chuông. Rồi mày bắn bột, mày quy hết một họ đó các. Phoenix đang tàn hình mà nó chuông ở đầu là có ăn mạng đó. Tới, tới ông chuyện với Phoenix luôn. Người chưa được lên, còn hết trời. Rồi hai AT con kéo đi. Bé gà dưới rồi. Rồi con kéo cái lướt Phoenix đồ nè. Nè. Điều này chắc luôn. Cho anh một cái bấm. Chơi game anh tay quá à. Rồi dưới đây, dưới đây. Nói gì nữa. Ôi tụi nó lên tay ốc biến á. Ôi có gì cứu không. Ôi hơi quá. Cơ bù là ta lăng hoàng quá. Rồi tới ốc chuyện rồi. Bé ghé đây làm gì, bé ghé đây. Này hết giờ bé ghé đây. Rồi tiếp đi, tiếp đi. Tiếp kêu anh em đâu mà không tăng trụ cho người ta gì hết. Xin mua đỏ ba ơi, xin mua đỏ ba ơi, hết mana ba ơi, xin mua đỏ ba mana. Đây. Em xin mua đỏ mana các anh em, về đó các anh em. Cho anh đứt rồi về. Không lấy cho anh mạng đâu trời. Rồi, chơi game đừng có ăn nhiều mạng quá, tâm mình phải hướng về phần là dương vật hướng về nào đúng không? Cái gì vậy? Dương vật hướng về nào? Gì đây, sai cầu rồi, Rồi, ở trên 3 cân 5, mình sẽ cho em một trình diễn minimap 3 cân 5 ở trên top. Rồi, câu chiêu đi, Ở trên có thể câu chiêu chết thoải mái nha. 5 thằng bên kia vô bụng vừa rồi đó. Rồi, mất một thằng, mất thành thẩm mỹ rồi. Không sao. Qua ra không? Làm việc đúng nghiệp, nghiệp ơi. Qua ra không? Mảnh nhận mảnh lên vét kìa. Chú ơi. Trời ơi, chơi game chỉ được vét rồi. Dạ, mất rồi. Hẹn me của Bân á, hẹn me của Bân á. Ai cũng rồi đó. Qua ra không được. Nhìn là thấy nó cho cục lại bắn hết rồi. Hay nha. Bân ơi, xuất bùn xanh, Bân ơi, từ, xuất bùn xanh. Rồi. Ok nha, bằng chơi game á. Giàu quá rồi, giờ lượt tham bot quá. Mấy phần bưng cho anh một phần được không? Dạ, không phần vậy. Rồi, đi tập xong cũng được nha. Tập hướng về phần anh ơi. Đúng rồi, bưng đi, mày yêu. Nè, 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 đánh nhau, bưng, đánh nhau. Đánh đây, nó chậm á. Điêu luôn rồi. Lấy cho tách anh em. Không cũng kìa. Ui, không kịp phóng chỗ. Đúng á. Tự chơi đây, bắn hết chiêu rồi, vô đánh thường cái gì. Hay quá, ba mẹ ơi, có mặn rồi. Vô tánh chuẩn Bân chạy ra, Bân. À, hết chiêu, nãy vô chiêu em xung lỗi rồi. Chơi game mà quên sớm, chơi game đừng có đập chủ. Chơi game với Bân đừng có đập chủ, Lùi đi, đừng có đập chủ. Chán. Mình có Ngọc Milano gửi 15 sao nha. Chơi game thật chịu rồi. Không biết nói gì luôn.